Đây là miếng cái bông của mình sen đá mà loại lớn của này nè, bắp cải á, mình trồng nó bự lắm, bông này là loại bông lớn. Mình trưng vô đây á, là mình cắt cái bông vô mình trưng. Nhưng mà cái này mình cắt á, xong là ngày đầu tiên á, là mình để vô cái bình không trước. Tại cái bông này nó sẽ trưng nở hoa bình thường, không có cần nước. Nó khô cái mủ đi rồi. Nó khô cái mủ đi á, một ngày sau đó mình mới bỏ đất khô vô. Tại cái này nó sẽ sống, nó mọc rễ luôn, cho cái chân của cái cây bông này nó mọc cái rễ ra. 3 ngày sau là mình sẽ phun nước sương sương, rồi mình để nó luôn cho tới chừng nào nó mọc rễ, nó thành nó cái cây luôn á. Rồi mà cái bông nó vẫn nở, tại dòng cây này nó chứa nhiều nước lắm, nó vẫn nuôi bông bình thường, bông vẫn nở. Còn cái nếu mà cái hột nào khô cứ để đó, mình muốn lấy cái hột của cái bông này mình trồng lại thì để nó khô mình cứ mình rải xuống mình trồng thôi. Còn cái này là cái cây của nó vẫn nuôi bông, nó vẫn ra rễ bình thường, nhưng mà mình phải để cắm vô 1 ngày sau nó khô cái mài đất á, xong rồi mình đổ cái đất vô trong đây nè, trong cái bình này nè, rồi mình để hoài chừng thấy tháng á, là nó mình thấy cái cây nó sống là tại sao nó nuôi bông nó bình thường rồi, nó cái mấy cái lá này nè. Rồi khi cái cây này mà nó mình muốn nó biết khỏe không mà đất nó ra rễ không nó dễ lắm, mấy cái lá nách này nè nó sẽ thành khô và nó sẽ có những cái cây con, đây là những cái cây đó nó đều có rễ hết, nó nuôi bông bình thường, nó không có, nó vẫn nở bình thường giống như cái hoa này nở. Thường thường cái hoa giống vậy, nếu mà trồng chỗ đất mà nở trong mình giống vậy nè, rồi thành Lâu cây lắm, á, là nở lâu, nhưng mà khoảng bao lâu thì nó thành cây, nó lên cây con. thường ra rễ cũng cả tháng mấy tuần lận á. Mình cái con này nó phải khỏe, đất mình ăn thun bỏ đất vô khỏe là nó ra cây con. Ok, lên cái kế bên này nói anh em cái gì vậy? Cái này chưa cái này là cái cây bắp cải nó lớn đó, mình cắt khỏi cái cây của nó để cho nó mọc cái cây con ra lại. Mình để dây cho nó khô đi rồi mình bỏ xuống đất mình trồng. Không bỏ đất vô bình nó trồng cũng được tự. Ừ, đúng vậy. Đây là trồng trong cái bình rượu, nó lâu lớn nhưng mà mình chơi kiểng thì mình không cần nó lớn, tại vì mình muốn chân mình ngắm vậy đó, mình không có cần nó lớn, nó chỉ là để sống để mình ngắm thôi. Mình trồng lâu lắm rồi, cũng mấy tháng rồi đó, mình không muốn nó lớn chứ nó cái dấu hiệu này nó lớn. Cái dấu hiệu màu xanh này là cây nó lớn. Mình có nhiều chai lắm. Muốn ít nó ít lớn là phải ít tưới nước lại, mình tưới nước vô là thấy nó lớn lại rồi. Quay cái nón để cho anh dễ thấy đường. Đây là mình trồng trong cái bình đồng. Cái bình đồng này cũng khoan lỗ rồi, bây giờ nó có hoa nó nở này, của hoa của cái hộp phơ nè, thấy không? Còn cái đây là cái bông nó sắp nở rồi, vài bữa nó nở rồi mình sẽ cắt nó, mình cắm chỗ khác để không mà nó hư cái hình dạng của cái bông sen đá nè, nó đẩy lên nhiều quá nó muốn hư rồi nè, nó muốn gọi là gì, tè ra đó, thì mình muốn nó búp lại là mình phải cắt cây con nó đi, cắt cái cây nở bông á thì nó sẽ còn hình dạng đó. Chứ mình thấy nó đẹp đẹp mình để là hư cái xếp của hình bông này luôn rồi. Nhiều trái lắm mà. Đây là mình chuẩn bị mình trồng bộ sưu tập chai với lại hoa sen đá mà khác nhau đó, là những cái loại hoa mình thích á, mình cắm vô để mình giữ một cái giống hoa nó là vừa đẹp mà vừa gọn nữa.
Cái này mình nắng mưa gì cô không sợ nó chết hết, tại nó không có vô nước. Nắng thì không sao, ánh sáng nó vừa đủ, nó không có hư cây. Với lại mình để dưới cái lưới thì cũng không sao, lạnh không hư. Này nó tiện là không sợ trời mưa nữa. Nhưng mà mỗi một cái là mình giữ một cái bông thôi, tại vì mình trồng nhiều quá nó đất cái chổng nó mau lớn, nó xấu cây lắm. Mỗi Mình lần mà giữ châm nước là châm trên nắp chai phải không? mở nó ra Ở nè dưới đáy là có lỗ phải không? đó, thấy không? Dở Nó một vẫn cái còn chai hơi, lên thử coi. nó vẫn còn hơi nước nè, thấy không? Mình bỏ cái bông nhỏ nhỏ là tại vì nó lớn từ từ đó, mình bỏ bông lớn mình muốn nó dễ bự đó. Nó mau lớn, thấy không? Mình mỗi một cái bông mình trồng những cái bình đó là mình giữ những cái giống băng giống bông, mai mốt mình có nhiều lắm, chắc còn nhiều lắm. Cái này mùa nắng nó sẽ co lại đẹp lắm, giờ này mình nó hơi lạnh. Đây là muốn là cái bình thủy tinh bình kiến á, mình trồng giống như mấy cái chai vậy đó, nó dễ dễ ấy hơn. Bên này bự lắm, ôm nặng nè. Đây mình cũng trồng trong bình đó, được mấy tháng rồi, tại vì mùa này lạnh đó, nó không có nắng đó, nó không có, nó tươi quá, nó tốt quá, nó không có co lại, như mưa xuống đó, nó nhiều. Cái bình này trồng này nước khó tưới nước lắm, thấy không? Bởi vậy nó tưới bên hông này nè, nó còn cái cổ nữa, nó bự lắm. Đó. Bông này mới muốn nó đen lại, này nó đỏ lại. Bên này mình cũng cắm một bít vàng. Mốt cái này nó túm lại nha, tại vì mùa này mùa lạnh. Này bộ rễ nó đẹp hơn. Thấy bộ rễ nào. Mình chọn chai có màu á, nó đỡ rêu hơn, nó sạch hơn, là nó lấp cái nắng lại á, nó Khoan, che nắng lại á. đâu có lỗ đâu. Anh hỏi muốn lỗi gì, lỗi tưới nước hay là lỗ? Cái lỗ để mình khoan á. Đây. Từ từ. Đó, đây thấy không? Cái lỗ nè. Lúc mình cắm nó sát á, mà nó sống nó đẩy lên. Rồi, tiếp tục đi. Bởi vì mình muốn cho nó đừng nảy lên thì đừng có tưới nước. À này mình muốn khoan lỗ bình nữa, thấy không? Trồng mà mốt bông này nó bự. Mày này mấy cái bông này loại lớn không á, loại là nó bự vậy luôn á. Tại mình trồng kiểng nó nhỏ thôi, chứ thật ra nó lớn. Đây là hoa sen mà nó có ánh kim tuyến á, còn tiếng Anh thì mình không có nhớ. Cái này mình trồng trong cái này gọi là cái gì đó, cái bằng sành á, nó nhìn nó nở đẹp không, mà nó có rổ, nó có lỗ sẵn rồi nè, mình mua nó có cái lỗ sẵn này, ở dưới cũng có cái lỗ luôn, mấy cái rổ này nhìn nó bằng sành mà trồng nó đẹp nữa. Nó ánh kim tuyến đấy không, phải nói gọi xe kim tuyến ra nắng 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 nắng. Rồi.
này mình trồng cũng lâu rồi nó mới được vậy ha. Ừ. Mấy tháng. Mấy không, lúc mà sắp xếp vô là mấy tháng sau là nó mới được đẹp, nhưng mà cây thì lâu rồi. Ừ. Mình chuyển vô cái nồi này còn mấy tháng hả? Ừ. Mấy cái cây này muốn nó đẹp là phải bắt đầu mấy cái lá dài là phải tỉa đó. Thì nó mới đẹp được. Nữa không? Tỉa nó như nè anh, đẹp nè. Thấy không? Mình phải làm gọn như nè, nó mới hồng. Thấy không? Mấy cái lá nào dài làm gọn. Đây là cây mốc cải loại lớn. Mình trồng nó cũng mấy tháng rồi. Này nắng lên nó sẽ đỏ. À, cái này nè, cái thân nó cao rồi đó, mình cắt cái cây này ra để cho nó một cái cây khác ra, cây con ra. Nếu mà mình muốn nó có cây con. Cái này mình cũng trồng được mấy tháng rồi, bông nó hồi đó mua nhỏ. Mùa nắng nó sẽ lên màu, mùa này là nó đang màu. Cái bông này mọi người thấy nó lớn lớn chút là phải cắt hết, tại không mà nó sẽ mất cái xếp bông này. Giống như cái sen này nè, đó, mấy cái bông này là phải bỏ ra, nó không là nó đẩy cái bông này hướng lên nữa là nó thành mất cái xếp cái bông. Sao tự động nó đen thui vậy? À?